tìm ra danh tính tình mới của người yêu Khá Bảnh. Phạm Tuấn, em trai Khá Bảnh lên tiếng, cấm nhắc từ Hương Dương hay vợ anh Khá với tao nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mới đây, trên khắp các fanpage lớn nhỏ đều đăng tải hình ảnh cô nàng Hương Dương, người đã từng kề vai sát cánh với thánh múa quạt Khá Bảnh. Thế nhưng cô nàng này lại đang tay trong tay cùng với tình mới. Cụ thể thông tin này như thế nào, mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Sau khi Khá Bảnh bị bắt, nhiều cư dân mạng đã vào trang cá nhân của Hương Dương an ủi. Bên cạnh đó, cũng khá nhiều người khuyên cô nên từ bỏ Khá Bảnh, tìm người khác đàng hoàng hơn để yêu và không khiến cộng đồng mạng phải đợi lâu. Mới đây, những bức hình cô gái người yêu Khá Bảnh tình tứ bên tình mới đã được cộng đồng mạng trần trần lan truyền. Thầy thao đây! Hả? Một tài khoản Facebook có tên là QIDH đã đăng tải bức ảnh lên trang cá nhân của mình kèm theo chú thích 15 tháng 7 2020, biểu tượng trái tim. Không chỉ thế, họ còn mặc áo đôi tình tứ, nên có nhiều người tin rằng đây là người yêu mới của cô nàng Hương Dương. Tuy nhiên, trước thông tin này, một vài cư dân mạng đã chụp ảnh lại và bình luận hỏi thẳng Hương Dương xem thật hư như thế nào. Cô nàng này phủ nhận cho biết đây chỉ là tin giả, nhưng sau đó Hương Dương lại khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Sự việc người yêu mới của Khá Bảnh có tình mới chưa hết ồn ào thì dân tình lại được fan ngỡ ngàng khi xuất hiện clip nghi là cô bị đánh ghen. Cụ thể là trong một group hàng triệu thành viên, một admin đã chia sẻ trọn clip một cô gái mặc bộ đồ pyjama màu hồng có xăm hình ở tay và cho biết người yêu của Khá Bảnh bị đánh ghen sắp mặt vì cặp bồ với trai có vợ. Chưa xong, một độc giả uy tín nhân dùng nick clone gửi về cho B với nội dung: Ad ơi, em gửi video này cho Ad xem. Hôm nọ em xem vợ anh kia bị bắt quả tang vì chồng cặp kè với một bạn nữ. Bạn nữ này chính là người yêu của Khá Bảnh mới kinh chứ. Nhìn hình xăm là biết à, em không nói điều đâu. Mặc dù cô gái này không lên tiếng nên chẳng rõ giọng, cũng dùng tay che mặt nên không rõ dung nhan, nhưng nhiều dân mạng khẳng định rằng đó là Hương Dương. Một số còn tỏ ra là fan chân chính của người tình Khá Bảnh cho biết hình xăm này đúng là người yêu của anh Khá rồi, theo dõi lâu thì biết. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bên vực Hương Dương cho rằng chỉ là một đoạn clip như thế này thì không khẳng định được điều gì. Nhiều người xăm hình giống nhau mà, phải xem rõ mặt thì mới chắc được. Ngay sau đó, Phạm Tuấn, người em rất thân thiết của Khá Bảnh cũng đã lên tiếng khi bị quá nhiều người nhắc tên và hỏi thăm về tin tức này. Đừng thằng nào nhắc từ Hương Dương và vợ anh Khá vào Facebook tao nữa. Việc của tao bây giờ là kiếm thật nhiều tiền để anh em tao bớt khổ. Anh tao không tiền mới chết, không có người yêu vẫn sống được. 10 năm 6 tháng không phải là quãng thời gian ngắn, anh em ruột nó còn bỏ nhau thì người yêu đã là gì? Rồng sa cơ, tôm bay qua mặt, hổ mắc bẫy, chó nhảy qua đầu, dần dần sẽ rõ hết, cộng đồng mạng không phải vội. Còn vào đây nói linh tinh thì bay nít mới khóc. Bớt sân si cho nghiệp đỡ nhiều nhé. Sau khi status này được đăng tải, rất nhiều người đã vào bình luận. Chuẩn, không tiền mới chết, không gái gú có làm sao. Cái xã hội này chuyện gì cũng có thể xảy ra, ba mẹ đẻ còn vứt bỏ con ruột. Nói gì về thứ tình yêu, chúng nó cứ quan niệm linh tinh. Hiện tại cộng đồng mạng vẫn đang không ngừng bàn tán về màn quay xe của cô gái. Chờ một chàng trai 10 năm quả thật quá lâu, chẳng khác nào đánh mất cả tuổi thanh xuân. Không ràng buộc về pháp luật, tài sản cũng như là con cái, thì liệu nếu là đúng, cô gái này có đang làm sai? Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.